90% thôi. Tay anh nó đang bị chưởng, tay phải khi anh đánh nó đang bị chưởng vậy nè. Anh cố gắng là ba ngón còn lại nó đứng lên, đừng có bị chưởng vậy là đánh nhanh thôi. Đánh xuống thì cong lại, đánh chưởng lên, đánh biến ra, đánh chưởng ra, mất. Đánh nhanh không được, đi đó. Rồi, 100% nè. 1, 2, 3, 4. Không có vấn đề gì hết, nghe có tay phải nó hơi chưởng thôi. Rồi bây giờ anh tập với em là cái vòng đầu tiên của phiên khúc B với lại vòng thứ hai đó, hai vòng đó ha. Rồi chút mình ôn lại. Dạ thì tập được. Ok rồi, anh Hiếu là khá tốt, anh còn khoảng 10 đến 15 bài nữa là anh Hiếu qua được cú clip, chuyển sang cú clip luôn á ha.